Hello mấy bạn, mình đang ở trên đỉnh núi á. Nhìn toàn bộ cây ở đây á, là nó rụng lá hết nha. Nhưng mà vào mùa thu á thì ở đây nó rất là đẹp. Tại vì giống như cây nó thay lá đổi màu á, nó rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ vô mùa đông thì nó rụng hết là toàn bộ. Nhìn đi, tại vì mình đang trên đỉnh núi thì cái này nó là như vậy đó. Tại vì bữa nay không có nắng. Đó, mấy bạn thấy không? Đó, toàn bộ cây cối nó rụng lá hết là như vậy. Đó. Thấy ha. Rồi, đây, bên đây. Tại vì ở đây là đỉnh núi bởi vì nó lạnh lắm. Cho mấy bạn coi nó còn được một chút tiết nè. Đây. Cái này tiết nó đông đá đó. Quá, tại vì trên đây nó lạnh quá đó, nó đông đá. Mấy bạn thấy cái đống trắng trắng bạn không? Cái đống đó là tuyết á. Để mình cho mấy bạn coi nha. Mùa đông với mùa thu ở trên đỉnh núi nó rất là đẹp, tại vì tuyết nó đóng lại á thì nó đẹp, nó phải nói là nó rất rất là đẹp. Đây đây đây, tuyết còn được chút xíu đây, dư âm của mùa đông còn lại cho mấy bạn coi. Đó, còn được một chút tại vì ở trên đây nó lạnh quá, thấy không? Đó, thấy ở trên kia không, cũng còn trắng trắng đó. Đó, đây là tuyết đó. Đó, để mình bước xuống thử nha. Nó giống như nước đá vậy đó, cho mình coi. Thấy không? Nó, tại vì giống như người ta cào tiết rồi xe nó chạy á, bụi nó dơ á, chứ nó trắng như là, nó trắng như là như sao, giống như là nó gơi xuống nó trắng giống như bột vậy đó. Còn nó giống như đá bào nè đó, y chang đá bào. Cái này gọi là tiết. Nó còn dư âm được một chút nè. Ow. Đó, các bạn thấy không? Tuyết nha, tay mình cấm luôn á, nó lạnh á. Thấy tay mình đỏ không? Tại vì nó quá lạnh á. Này tập tuyết của 2000, tuyết của mùa đông 2000, mùa đông năm 19 nha. Wow, lạnh thiệt. Ok, giờ chỉ cho mấy bạn coi là như vậy, trên đỉnh núi là như vậy nha. Nếu nhớ theo dõi Facebook của mình nha, và chia sẻ cho mình nha. Mình sẽ cho mấy bạn biết là cuộc sống ở đây như thế nào. Miền Bắc nước Mỹ nha. Bye bye mấy bạn. Chúc mấy bạn vui vẻ ha.